Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi trả lời một cái bạn đọc của chương trình và cũng là để nói cho quý vị và các bạn. Quý bạn đọc này có than một cái câu là thắng và thua, cho nên tôi muốn đặt cái video có tên là Hòa giải thầm, ai thắng ai thua. Thưa quý vị và các bạn, bạn độc giả này than như thế này: xin luật sư ra thêm video clip đối với trường hợp hòa giải thành như thế này, vì nhiều người trong khi hòa giải thành họ không thể lường trước được việc đưa ra kết quả sớm, nên chính họ là người thắng nhưng lại là kẻ thua. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm đưa ra cái kết luận như thế này. Thì tôi cũng không rõ rằng là cái vụ việc của anh là như thế nào, nhưng anh bảo tôi rằng là trong cái việc mà hòa giải ở cấp cơ sở, tức là liên quan tới bất động sản, thì chúng ta sẽ hòa giải ở cấp cơ sở. Thì khi hòa giải các bên đã thỏa thuận được, tuy nhiên rằng là không thực hiện được, thì tôi mới trả lời với quý độc giả này: nếu trong trường hợp không thực hiện được thì một trong hai bên có thể khởi kiện ở tòa. Hôm nay tôi đưa ra cái quan điểm về việc hòa giải thành thắng hay thua để quý vị và các bạn biết rằng sự cần thiết của hòa giải. Trước khi nói về những cái ví dụ cụ thể thì tôi sẽ nói về cái tính chất về luật một tí nhé. Thì khi hòa giải tranh chấp đến bất động sản thì thông thường như là tranh chấp hợp đồng, như là tranh chấp quyền sử dụng đất, thì chúng ta phải có hòa giải cấp cơ sở. Thì trong cái hòa giải thì các bên khiếu nại và người bị khiếu nại đưa ra những cái quan điểm, và nếu như trong trường hợp các bên gặp nhau thì gọi là hòa giải thành. Lên trên tòa khởi kiện thì tòa án có những cái động tác là trong trường hợp không thể gọi là, nếu trong trường hợp không phải là đất công, không phải là những cái trường hợp không thể hòa giải được, thì còn lại là tất cả đều phải hòa giải. Cho nên về mặt quy định của pháp luật trong một cái vụ kiện dân sự thì thông thường ý chí tự nguyện của các đương sự rất là quan trọng. Cho nên tôi cho rằng là cái việc thắng thua bạn nên hãy để ý lại. Tôi cho rằng là tí nữa tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ để quý vị và các bạn xem coi cái nào là mình bị thiệt hại hay không bị thiệt hại nhé. Cái ví dụ đầu tiên tôi đưa người con út ở với trong gia đình có một người mẹ quá. Thì khi người con út ở với gia đình có người mẹ quá thì mẹ đã lập một cái di chúc cho anh toàn bộ nhà và đất. Tuy nhiên thì sự kiện sinh ly tử biệt thì không thể nào mà nói trước được. Và người con đó, người mà thụ hưởng theo tinh thần di chúc đó, đã ra đi, đã chết. Thì khi anh chết rồi thì các anh chị em ruột, tức là con của bà và bà, muốn lấy lại cái nhà và bán cái nhà này. Tuy nhiên vướng cái gì quý vị và các bạn biết không? Vướng vào một cái điều là vợ của anh này vẫn còn ở trong cái nhà. Bà đến văn phòng tôi và tôi đã làm đơn khởi kiện để yêu cầu buộc chị ra khỏi nhà. Thì trong cái quá trình mà đến tòa, quý vị và các bạn biết rồi, mẹ chồng mà kiện con dâu ra khỏi nhà. Cô con dâu bảo rằng là thú thật với chị là hồi xưa mẹ chồng em á, có để lại một cái di chúc cho chồng em toàn bộ, vì chồng em làm nuôi bà. Bây giờ chồng em mất rồi, không lẽ thì bây giờ em còn một đứa con nữa mà em ở miền Trung, không lẽ đuổi em ra khỏi nhà. Thì thế là một cái cuộc thương lượng, một cái cuộc hòa giải bạn ạ. Quý độc giả, một cái cuộc hòa giải thì tôi mới
đưa ra một cái lý luận là thôi thì bây giờ như thế này cũng xem như là bà sẽ bán cái tài sản là cái căn nhà này, thì bà thối lại, tức là bà cho lại cho con dâu đi một phần. Và các bên gặp nhau ở một con số. Cũng rất là cảm động khi chị nói với tôi rằng là luật sư ơi, em biết là chị là luật sư của phía bên mẹ em, tuy nhiên là em chưa bao giờ cầm số tiền lớn, và tôi đã hỗ trợ chị ra đến ngân hàng gửi về vô tài khoản của chị. Quý độc giả thấy không? Nếu trong trường hợp tính nhân văn của Hoài Giải Thành, tôi sẽ phân tích góc độ người mẹ trước. Bà khởi kiện đến tòa, bà yêu cầu quyền sử dụng nhà đất là của bà. Đúng, không có gì sai hết. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp bà cứ nghĩ tới cái tình cảm, trước đây bà đã lập một cái di chúc, mặc dù di chúc chưa phát sinh hiệu lực, tuy nhiên đó là điều có thật. Còn người con này, nếu họ không bị là bị đơn đến tòa, họ không chấp nhận một cái số tiền, thì tiền đâu họ đi về, tiền đâu họ về nhà ba mẹ ruột của họ. Cái việc hòa giải tôi cho rằng rất cần thiết trong bất kỳ một cái vụ kiện dân sự nào, đối với trường hợp có thể tiến hành hòa giải được. Cho nên tôi không đồng ý và tôi phản bác liền cái ý kiến của cái vị độc giả gửi đến chương trình là phân tích để tưởng thắng mà là thua. Tôi không đồng ý. Tôi đưa ra một cái ví dụ thứ hai. Một cái ví dụ thứ hai là người bố bị người con kiện. Ông đã tặng cho con một cái quyền sử dụng đất khi người con là còn độc thân, với hy vọng là người con này sẽ gọi là nuôi ông. Tuy nhiên thì sau khi vợ ông mất thì ông lại có một cái cuộc tình thứ ba, và người con này không đồng ý. Họ đã nhờ người đại diện ủy quyền và luật sư khởi kiện đến tòa. Trong cái quá trình thỏa thuận ở tòa thì ông lại cho mỗi người là 500 m², hai người con ruột mỗi người 500 m². Tòa án ra cái thỏa thuận hòa giải, tòa bảo là bây giờ nguồn sống duy nhất của bị đơn là cho thuê đất để lấy thu nhập. Thôi thì các bên ngồi lại với nhau đi. Ông bố bảo rằng tòa cũng động viên ý chí ông là bố. Ông đã từng ký bút tặng cho con, giờ ông nói ông lấy lại cũng kỳ lắm. Còn người con, chị ơi, chị là con, hồi xưa ba chị cho chị, đúng ra là một người con là mình phải nuôi ba mình đó. Nhưng thôi, thì bây giờ ông kể như chị nhận, chị cho nhận lại một nửa đi, 50%. Và quý độc giả thấy không? Cái việc hòa giải tại tòa án rất là quan trọng. Nó làm giảm đi cái chi phí, nó giảm đã thời gian, công sức lẫn tiền bạc của tất cả mọi người. Không phải chỉ riêng trong một cái hồ sơ mà tranh chấp hợp đồng tặng cho, không phải riêng trong một cái hồ sơ tranh chấp về thừa kế đâu, mà rất nhiều những vụ kiện mà hòa giải đã gặp nhau trong vụ án, trong vụ kiện đặt cọc chẳng hạn. Vậy nha quý độc giả nha, đừng cho rằng hòa giải thành như thế này thì họ tưởng là họ thắng mà họ thua. Trong vụ kiện dân sự thì chúng ta phải hiểu như thế này thì chúng ta mới đỡ vất vả. Thắng thua là do cách nghĩ. Ví dụ trong một cái gia đình thì có 10 anh chị em, dĩ nhiên ba mẹ sẽ thương cái người nào có điều kiện khó khăn hơn. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mình nhìn thấy cái góc độ là sao mà ba mẹ lại thương người đó không thương mình thì lại khác. Tuy nhiên mình nhìn góc độ khác thì mình nhìn thì thôi, mình cũng có những cái điều kiện nhất định hơn. Hy vọng rằng là qua cái lăng kính của luật sư trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ đi đến tòa trong một cái tư thế gọi là thoải mái. Chúng ta sẽ không bị gọi là thắng thua
nó làm chúng ta mất ngủ, chúng ta đắn đo, chúng ta trăn trở. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân ta phải viết tự ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.